Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu đôi nam giải cầu lông các câu lạc bộ các tỉnh thành ngành toàn quốc năm 2020 giữa Bắc Ninh và Sipucha Hà Nội. Phía bên màn hình của chúng ta là cặp đôi Nghiêm Đình Tuấn và Tuấn Anh của Bắc Ninh. Phía xa màn hình là cặp đôi Trí Đức và Ninh của Sipucha Hà Nội. Trong set đấu thứ nhất, chiến thắng dành cho cặp đôi áo đỏ đến từ Bắc Ninh. Đây là set đấu thứ hai, điểm số đang là 19-16 nghiêng về Bắc Ninh. Liên tục những pha tấn công rất gắt đến từ cặp đôi của Bắc Ninh. Điểm số 20-16 rồi, có vẻ Hùng sang bên này hơi muộn. Tại vì Hùng đang ly trận bộ công an và Sipucha ở bên kia. Còn một điểm số nữa thôi, cặp đôi Bắc Ninh sẽ giành chiến thắng. Để xem chúng ta có thể được theo dõi các vận động viên thi đấu thêm mấy điểm nữa nào. Bây giờ Bắc Ninh phong cho bên đấy đập rồi. Rồi một pha đập cầu trượt lưới kết thúc trận đấu. Chiến thắng trong vòng 2 set cho cặp đôi của Bắc Ninh. Xin chúc mừng Tuấn Anh và Nghiêm Đình Tuấn. Vâng, đây trận đấu kéo dài có hơn 1 phút. Video kéo dài có hơn 1 phút. Ok, chúng ta cùng theo dõi những điểm số cuối cùng của set đấu thứ 3 giữa Bộ Công an và Sipucha. Phía gần màn hình của chúng ta là cặp đôi Tuấn Anh và Xuân Mạnh của Sipucha, và phía sau màn hình là cặp đôi Quốc Việt và Duy Nam của Bộ Công an. Đây đang là set 3, điểm số đang là 9-4 nghiêng về Bộ Công an. Cầu tốt 14 cho Bộ Công an. Có vẻ là sáng nay loạt trận chỉ đánh đến hết đôi nam thôi mọi người ạ. Đơn nam chắc phải để tối rồi. Hùng cứ vứt cái máy này ở đây quay nốt trận, Hùng sang bên kia Hùng tương tác với anh em ở bên live stream bên kia đây. Gần 1.000 người đang xem ở bên kia. Thank you.
xin được về không? Ai xin được về chưa? Mẹ bảo. Người bắt hoa. Anh em ơi. Ôi.
phát lưới. Đang sân bên kia đi 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 đ